Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công du Hoa Kỳ dự tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố San Francisco, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Đánh giá cao đông đảo các doanh nghiệp, các địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ đã tham dự tọa đàm bàn tròn kết nối lần này. Chủ tịch nước cho rằng các thỏa thuận và hợp tác cấp cao chỉ thành hiện thực và tạo kết quả khi có sự gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và địa phương hai nước. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam chào đón các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm. Việt Nam đang nỗ lực tối đa để đổi mới và hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, yên tâm kinh doanh, mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển. Dịp này, Chủ tịch nước đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa bộ ngành địa phương hai nước trong một số lĩnh vực.